Ngày 20 tháng 11, Công an phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với nam thanh niên 27 tuổi, quê Kiên Giang vì có hành vi phun sơn lên tường nơi công cộng mà không được phép của cơ quan thẩm quyền với mức phạt tiền 1,5 triệu đồng. Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 19 tháng 11, tổ trinh sát hình sự Công an quận 1 trên đường đi tuần thì phát hiện nam thanh niên này đang xịt sơn lên tường bãi giữ xe bệnh viện Sài Gòn nên đã mời về Công an phường Bến Thành để làm việc. Tại cơ quan công an, người này khai đã sơn lên tường bãi giữ xe bệnh viện Sài Gòn một dòng chữ là tên thường gọi ở nhà của mình nhằm mục đích đánh dấu những nơi đã đi qua. Sau khi lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính như trên, Công an phường Bến Thành đã yêu cầu nam thanh niên sơn trả lại hiện trạng ban đầu của bức tường và cam kết không tái phạm.